Đầu tiên, đây là một video review chứ không phải là recap. Nên các em nhỏ vào đây vì nghĩ nó là một video recap thì tắt nó đi được rồi. Và nếu các bạn thích một bài review chuyên nghiệp, đầy đủ, lôi cuốn hơn thì nên ghé qua kênh của Xúc RTKU, aka một con zombie. Còn tôi thì tôi lười lắm, nên tôi đi thẳng vào cảm nhận riêng của tôi vào cái bộ phim này và lý do mà nó đáng xem. Cuối cùng thì phim và bản dịch, tôi ăn cắp từ Unme Fan Sub. Thế có lỗi qua nhưng mong các anh bên đấy sẽ tha lỗi cho mình. Tóm tắt nhanh thì phim lấy mô típ du hành thời gian, một nhóm bạn 4 người thuộc cục bảo vệ thời gian tới thế kỷ 20 để bắt giữ lũ tội phạm đang lẩn trốn ở thời đại này. Tuy lúc đầu có 5 người, nhưng vị đội trưởng đi cùng lại là phản diện giả dạng thành, nên để có thể hoạt động một cách chuẩn chỉ thì họ buộc phải nhờ một thanh niên của thế kỷ 20 này giúp đỡ. Anh này thần kỳ lại có khuôn mặt của vị đội trưởng, nhưng tính cách thì khác hẳn. Và vì nhóm bạn của cục bảo vệ thời gian chưa được phép quay trở lại tương lai, nên họ đành phải nương tựa nơi bờ vai anh thanh niên thế kỷ 20 và làm bất kỳ công việc gì để có quần lót cho ngày mai, đồng thời bắt giữ lũ tội phạm. Câu chuyện của phim thì đơn giản là như thế, hoặc cần giống như thế. Nếu muốn kiểm chứng lời của tôi thì chỉ có xem phim thôi. Thực ra thì cái thứ ngăn cản tôi đến với bộ phim này hóa ra lại không phải là do phim quá cũ hoặc hiệu ứng hình ảnh của phim không tốt, mà chính là tôi lười xem phim VL. Nếu bạn vượt qua được con lười của bản thân thì quả thực phim này rất đáng xem và cực hay nếu bạn xem được đến cuối phim. Về chất lượng hình ảnh thì bộ phim này cũng là dạng cổ, vì thời gian sản xuất của nó làm ở cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, nên bạn mà yêu cầu phim phải có chất lượng 2K 3K thì tốt hơn hết là bạn lên đắp chăn và đi ngủ, vì bạn 3K vãi nhiều. Cơ bản là dù Time Ranger ra mắt trước bộ phim siêu phẩm của siêu phẩm kẻ hủy diệt các bộ Sentai chúa tể overrated Power Ranger thì chất lượng hình ảnh của phim cũng không khác biệt quá nhiều. Đôi khi trải nghiệm lại mấy bộ phim có hình ảnh cổ với khung hình vuông như thế này cũng không phải là quá tệ đâu nhỉ. Và nếu bạn không có tuổi thơ gì với bộ phim này thì cũng chẳng có gì phải lo cả, vì một số hiệu ứng âm thanh nghe rất là quen luôn. Mấy bộ phim ra mắt sau Power Ranger cũng có dùng một số âm thanh như thế này, đặc biệt là Hurricane, nó làm tôi hoài niệm về tuổi thơ của mình, dù chỉ ít thôi. Phim cũng dùng một số hiệu ứng quay khá là dị, như cảnh này nó được dùng không thường xuyên lắm trong mấy pha đánh grab của Time Ranger hay Time Fire. Tôi cũng chẳng biết là nó có phải là slow motion hay không, vì nó cũng chẳng chậm lắm, mà còn cộng thêm quả ảnh nhòe nhòe mờ hết cả mắt. Đương nhiên là tôi không thích cái này lắm, nhưng bạn có thích hay không thì còn tùy vào cảm nhận của bạn nữa. Và tuy chỉ diễn ra trong một tập, nhưng cảnh né đạn học tập từ phim ma trận cũng khá là ấn tượng. Tuy không chất được như bản gốc, nhưng thế là ok rồi, có cố gắng. Hiệu ứng kỹ xảo thì cũng không có gì đặc biệt, nó hoàn thành tốt vai trò của nó, và do giới hạn của vốn và kỹ thuật thời đại thì bộ phim làm ổn rồi. Những cảnh cắt tai cũng khá là ấn tượng khi kết hợp tốt giữa kỹ xảo máy tính và làm thủ công. Tuy nhiên là nếu bạn nào thích phim phải có nhiều hình thái cắt tai khác nhau thì có lẽ là phim hơi hạn chế một chút. Để mà đánh giá về nhạc của phim thì cái này tùy vào cảm nhận rất là nhiều, nên thường là mình cũng không hay đề cập lắm. Nhưng nếu mọi người cho phép thì nhạc opening của phim nghe hay phết. Lúc đầu thì mình nghe không quen, nhưng sau khi xem xong phim thì mình lại quay xe. Nhạc rất là hợp và cũng rất là ý nghĩa nữa. Hiệu ứng âm thanh thì như đã nói ở trên rồi, không đặc biệt lắm, nhưng quen thuộc. Xét đến nội dung phim thì có thể so sánh nó với một bánh mì kẹp kem. Nhìn thì tưởng là không có gì đặc biệt, nhưng ăn vào mới biết là siêu con mẹ nó phẩm. Theo như đánh giá của mình thì bộ phim này bắt đầu trở nên hay hơn từ khoảng sau tập 24 đến 25, nhưng không có nghĩa là 23 tập đầu tiên của nó dở. Nó vẫn hay, phim làm rất tốt khoản kết nối các nhân vật và cho từng người có những nỗi niềm và trăn trở riêng. Phim khai thác khá tốt sự phát triển của từng nhân vật cũng như là tình bạn của nhóm Time Ranger. Không chỉ thế, nội bộ của nhóm Londa Dư hay phe phản diện cũng có rất nhiều chiều sâu và quá khứ khá là buồn. Quái tuần thì không phải con nào cũng được xây dựng, nhưng vẫn có một số con ấn tượng hơn mình tưởng, như Rosie chẳng hạn. Tuy không có gì đặc biệt nhưng giọng lồng tiếng thì nghe rất là horny, há chẳng phải là ấn tượng lắm sao, phải không? Quay trở lại với nội dung thì khoảng 23 tập đầu sẽ là những tập gắn kết nhóm bạn trẻ lại với nhau, và cũng là những tập phim đặt ra những vấn đề của từng cá nhân và giúp họ có thêm chiều sâu trong tính cách, nội tâm. Tuy có những tập phim mang tính chất cho có, cho đủ, nhưng đó cũng là những tập phim giúp cho người xem có thể thở, chứ không ngợp quá thì lại giống mấy sĩ tử thi tốt nghiệp thì sao. Càng về sau thì phim càng đẩy nhanh nội dung khiến nó gay cấn hơn, cùng với đó là sự xuất hiện của Time Fire, một người có cùng chí hướng nhưng đi ngược lại tiêu chí của nhóm Time Ranger. Anh ấy đã giúp cho phim có thêm sự đa dạng trong góc nhìn của người xem. Và còn chưa kể là càng về sau của cốt truyện thì lục đục nội bộ ở từng phe phái cũng xuất hiện, cả phe thiện lẫn phe ác đều có. Và vẫn theo cảm nhận của mình thì tuy phim có nội dung sâu sắc trong hầu hết các tập phim, nhưng diễn biến ở đầu phim khá là chậm, nên những bạn trẻ thích hít drama ngay từ đầu phim như mình sẽ dễ chán hơn một chút. Lý do cho việc này thì có lẽ khoảng thời gian đầu phim đã tập trung xây dựng nhân vật lẫn mối quan hệ của nhóm Time Ranger, nhưng bởi có một nền móng vững chắc ngay từ đầu nên ở cuối phim tình bạn của họ rất thuyết con mẹ lão phục. Từng nhân vật có tính cách rất riêng luôn. Tachiya là một con người hơi thiếu tinh tế trong nhiều trường hợp, nhưng cậu là một người lạc quan, biết quan tâm đến đồng đội. Tuy nhiên anh ấy luôn muốn gánh vác mọi việc một mình. Tachiya để nhận định một cách chính xác thì anh là nhân tố giúp cho nhóm bạn gắn kết bền chặt hơn với nhau. Như kiểu trong một nhóm bạn thì luôn có một thằng đầu sỏ ấy. Chưa kể với xuất thân là một cậu ấm, Tachiya cũng là điển hình cho sự phấn đấu tự vươn lên bằng nghị lực và ý chí của bản thân thay vì bằng tên tuổi của gia đình. Không như vài ông kẹ con bên mình, hở tí
mày có biết bố mày là ai không? Yuri thì là một người con gái có vẻ ngoài mạnh mẽ, cá tính, nhưng sâu bên trong cô là một con người cô đơn và vô cùng yếu đuối. Có lẽ Yuri mạnh mẽ như thế cũng là để cho bản thân không gục ngã trước nỗi đau mất đi gia đình từ khi còn nhỏ. Ở đầu phim thì Yuri luôn tỏ ra mình là một con người hoàn hảo và nghiêm túc trong hầu hết các công việc. Cô tách biệt mình với phần còn lại của nhóm, nhưng chính tình bạn của nhóm Time Ranger đã giúp cho Yuri mở lòng nhiều hơn, đặc biệt là với Tachiya khi cả hai có rất nhiều điểm chung. Và đặc biệt là trước khi gặp nhau, họ luôn là những con người cô đơn. Mình thật sự rất thích hình tượng một nữ chính như thế này. Mình không thể tin được là một bộ phim từ thời 2000 lại có một nhân vật nữ ấn tượng như thế. Vì nhìn sang Đế quốc Dân chủ, hay rõ hơn là trong bộ phim Spider-Man của Sam Raimi, dù ra mắt sau 2 năm và còn là một bom tấn, nhưng nữ chính của phim, MJ, chỉ là một cái bình hoa di động không hơn không kém. Ayase từ ngay từ đầu anh đã bị gắn cho một cái Death Flag to tướng rồi. Là một con người lạnh lùng nhưng cực kỳ tinh tế và sát gái. Mình đã nghĩ đây sẽ là một kiểu nhân vật khá kiêu căng, nhưng không, anh là một con người rất biết quan tâm đến bản thân và cả những người xung quanh. Vì dính phải căn bệnh hiểm nghèo và chỉ còn lại 1 đến 2 năm là hẹo, nên anh luôn tìm cách đâm đầu vào chỗ hiểm để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc sống. Hả? Doraemon, à không, ý mình là Domon, lại là một con người khá là ngốc nghếch, nhưng anh lại là một con người dễ nhạy cảm hơn so với vẻ ngoài cứng cáp của mình. Anh luôn dễ xúc động với những vấn đề có liên quan đến những người bạn của mình. Tuy có thể nói là hơi ngu, nhưng anh cơ bản là một người tốt và chân thành. Shion cũng là một nhân vật rất thú vị. Là một người ngoài hành tinh và cũng là cá thể cuối cùng của chủng tộc, cậu đã phải lớn lên trong phòng thí nghiệm với sự cô đơn, nên Shion rất trân trọng những người bạn mà cậu đang có. Là người có thể nói là yếu nhất trong đội, nhưng lại là người thông minh và rất giỏi tìm cách giải quyết vấn đề. Shion là người đã giúp cho nhóm Time Ranger nhanh chóng giải quyết các vấn đề từ khó đến rất khó. Vui vẻ mà nói thì nếu không có Shion thì nhóm bạn này chắc chắn là chết đói. Ở một phe khác là Time Fire hay Naoto, nói một cách chính xác không hòa mỹ thì anh là một con đỗ nghèo khỉ nhưng nuôi tham vọng không đáy. Chính người cha của Tachiya cũng nhận định anh là một con người có tham vọng quá lớn. Tuy mục tiêu tiêu diệt Londa của anh đơn thuần là vì công việc và vì tiền, nhưng anh thực sự là một con người tốt và cũng khá đáng thương khi bị đem ra làm vật thế thân. Chi tiết như thế nào thì xem phim rồi biết ha. Chính Naoto và Tachiya cũng là một cặp đôi đối nghịch khá là hay. Bộ suit của cả hai người đều có gam màu chính là đỏ, nhưng với Tachiya thì có màu trắng ở trên phần vai, còn với Naoto là màu đen. Không chỉ đối nghịch trên bộ suit mà ngay từ xuất thân đến mục tiêu của cả hai đều rất là trái ngược nhau. Còn ở phe phản diện thì tuy làm những việc rất là xấu xa, nhưng chính Don Dorinero, kẻ cầm đầu của Londa Family, cũng là một người sống rất có tình nghĩa và không bao giờ quên đi ân huệ với người khác. Chưa kể thì tên này cũng có một quá khứ rất là đau buồn. Đã nói đến quá khứ thì phải nói đến Gien, nhưng mà cái quá khứ của tên này nó hay lắm nên mình sẽ không đề cập thêm gì nữa. Các bạn tự đi mà xem. Spoil đây nó mất hay. Nói hoa mỹ một chút thì phim mang lại trải nghiệm thực tế dành cho người trẻ, giúp cho những đối tượng mà phim nhắm tới thấy được sự nghiệt ngã của cuộc đời và khó khăn trong cuộc sống. Từ đó mà bạn biết yêu thương đồng tiền mà mình làm ra hơn, biết yêu thương công sức của bố mẹ hơn. Cùng với đó là phải biết trân trọng những giây phút mà mình có cùng với bạn bè, người thân và cố gắng phấn đấu vượt lên định mệnh của chính mình. Còn nếu nói theo phong cách của tôi thì trên đời này tiền là nhất. Sống mà không có tiền thì bạn phải biết rủ đồng bọn mà đi cướp ngân hàng, để rồi kiểu gì cũng bị bắt thôi, vì không có thứ gì vượt qua khỏi lưới pháp luật được đâu. Dài dòng quá. Nói chung là nội dung phim thì khoảng 8/10, nhưng cảnh báo đây là một bộ phim có cái kết buồn, nên bạn nào mà không thích kết buồn thì nên suy nghĩ lại một chút trước khi xem. Nhưng mà phim hay thật. Ok, video này sẽ dừng lại ở đây và đọc comment chẳng thấy ai muốn lên TV cả. Lên thôi vậy. Xin chào và hẹn gặp lại.